sinh thấy cô bé trên ngàn đồi. Đầu năm tiệc mà tưng bừng ai đi đê mẫu trên cành rồng cô bé suối nhà. Làm vòng mắt quá đàng
biết cô béo ra thời đến kêu ai cô cho nước suối năm nắng cành cây bệnh khói liền cô bé đi cứu người giờ dài đầu càng buồn mà càng thuốc thì nào
lại càng đau như dần dần. Cô hay bệnh nhân tâm thần đau khổ cho uống thuốc vào mà lại bị đổ mồ hôi, khi xem ra là khỏe bớt phong nồi. Rõ ràng cô suốt ngang thành bệnh, người trần gian sao không biết đường. Đã đi về nhà cô bắt phải nên, vì cô đã biết họ lại còn biết cả tên từng người. Cô của tôi ai khi khóc mà khi cười, khi mơ khi tỉnh đứng ngồi mà không yên, cứ đặt bình lầm nó lại thấy chim bao mà ruột gan sao cứ lại lòng như dối như bao. Cô trách rằng ai, cô bé trách rằng ai, thờ ơ việc thánh bao nhiêu tuổi hơn. Cô vẫn thánh cho sao làm cho số kiếp mình đồng đồng, đến khi mưa dầm rồi nắng rãi thì đừng có hỏng cứu. Nếu ai kêu, nếu ghế nào kêu, cô cứ để cho bà kêu. Đừng phải về nhà sẵn xanh sửa lễ để mà tôi cô bé ngàn. Đã làm tôi cô thì chẳng phải mà lo chi. Cô bé bảo rằng tạc ghế ơi, đã làm tôi cô thì chẳng phải lo chi. Cảnh hồ hôm nay mà có mất một cuối tháng, cô cho gấp nghìn đần. Chi thanh đồng cả đệ tử rồi con nhang ra đây mà lấy lộc, mà lộc ở trên đàn cô bé ban cho. Lộc mà cô lộc ở trên ngàn, đi tươi về tốt lại khỏe vang đời đời. Cô cho đi chi thì gấp mười hôm nay rơi tà ban đắp thì ở trên đời mọi người phải được an khang. Sơn Trang ở trên Sơn Trang cô bé giòn quán cô bà ăn hàng tay hàng thắng ai mua thì vào hàng cô chẳng có là bao. Đăng cành bài nữ mà lại ngọt ngào trong tâm. Cô bé cô bảo rằng các ghế ơi, hàng của cô như thế đã đủ chưa hay là chưa đủ mà vì chưa có đào. Sơn Nam hai bận hai đào, Sơn Trang cây đẹp cô bé lại vào hai xuống. Trên non cao nước biếc biếc ngàn trùng,
cho lên trên đất nê trong châu cô gái xoài sơn thuộc cô mới bẻ băng băng ai cô đi lùng lùng để cô gái bài quả bao xa cô đi với ai trái cánh trà chín tây tiền đường cô loan giá về đây về đền của trần cô bé vui bày tôi này
to the